Đó là đam mê. Đam mê từ ba đời trước, từ thời ông ngoại rồi mấy cậu, rồi tới tụi anh, rồi tới mấy đứa cháu. Nói chung là trong gia đình thì nó có truyền thống đam mê bóng rổ từ trước giải phóng, trước năm 75 đó chứ. Anh sẽ hỗ trợ các bạn là truyền cái ngọn lửa đam mê bằng cách là mình sẽ cho họ thấy là cái tuổi tác của mình nó không là cái gì hết. Mình vẫn chơi, vẫn chạy đều với họ, vẫn chơi cường độ cao chung với họ. Anh truyền cho họ những cái điều đó. Đó là những chia sẻ của lão tướng Lý Cỏng Sấm, người được mệnh danh là anh cả của bóng rổ không chuyên Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, anh còn hỗ trợ sân tập, thậm chí là mở giải để những con người cùng đam mê với trái bóng cam có thể sinh hoạt và thi đấu cùng nhau. Hết mình với trái bóng cam như vậy, nhưng anh chưa từng dám nhận biệt danh anh cả mà những người đàn em đã đặt cho mình. Hiện tại anh đang chơi với những chú U80, U70, hoặc là những anh U60, hoặc là đồng trang lứa U50 giống như anh. Thì nói anh cả thì anh không dám nhận cái này, là mọi người đồn đoán, thành ra là mình cũng ngại cái từ là anh cả. Chú hoàn toàn có thể xứng đáng, nhưng mà chú thường thì chú cũng không dám nhận về mình. Chú hay khiêm tốn và chú cũng vui vẻ thôi, chứ cũng không thích danh xưng gì hết. Thì ổng cứ làm từng năm, mỗi cái ổng làm một chút vậy thôi đó. Bên cạnh tạo ra sân chơi, anh Sấm còn hỗ trợ cho những người đàn em của mình, từ sân cho tới cuộc sống đời thường. Hướng dẫn về lối sống, về chuyên môn cũng có. Nhưng mà trong cái chuyên môn thì anh không hướng dẫn nhiều, nhưng mà có cái nào thì anh nhắc, cái nào thì anh nhắc coi vậy đó. Khi tập luyện chung với anh Sấm thì em cảm nhận anh Sấm là một người vui vẻ, hòa đồng. Thì cũng hỗ trợ anh em rất là nhiều. Thì anh Sấm cũng là một con người kỷ luật trong tập luyện, cũng như luôn nhắc nhở anh em phải cố gắng sao để hoàn thiện tốt nhất. Chú Sấm là một người rất là vui vẻ với anh em. Thường thì gắn liền với chú Sấm sẽ là thời gian mà chơi banh chung với chú Sấm. Lâu lâu chú Sấm cũng sẽ thi đấu cùng anh em. Rồi cái mà thường nhất là sau mỗi giải đấu thì chú Sấm đều dắt anh em đi ăn uống và chung vui với mọi người. Kỷ luật thì chú Sấm cũng ít, nhưng mà mỗi khi mà chú Sấm quyết tâm là tập luyện hay là đặt thành tích cho đội thì chú Sấm đều nhắc nhở tụi em là phải tập trung và phải kỷ luật tập luyện cho bản thân mình, là phải tự mình kỷ luật bản thân mình chứ đừng để ai phải nhắc mình. Gần 40 năm theo đuổi quả bóng cam, tuổi cũng đã xế chiều nên cũng đã có những khó khăn với lão tướng Lý Cỏng Sấm trong quá trình tập luyện và thi đấu cùng với các đàn em. Là một người anh cả bóng rổ Sài Thành, Lý Cỏng Sấm được xem là tượng đài của nền bóng rổ Sài Gòn. Đam mê, nhiệt huyết, anh Sấm luôn là tấm gương để các lớp kế cận noi theo. Có lẽ là khó khăn là không tập thường xuyên được nhiều. Mình chỉ tập một tuần một buổi hoặc là hai buổi. Vì mình tập quá là ngày hôm sau mình sẽ bị rêm, mình đau người nhiều hơn. Đó là cái lứa tuổi này không tập được nhiều. Nói chung là các bạn rất là nhanh, mình sẽ theo không có kịp. Nhưng mà mình cố gắng mình lượng sức của mình. Mình không có rướng theo hết sức của mình điều độ theo các bạn. Anh Sấm đã tạo ra cái sân chơi cho tụi em. Cũng cố gắng làm việc với lại sân bãi để tụi em có một cái gọi là cái sân để tụi em sinh hoạt và tập luyện. Ngoài sân bãi thì anh Sấm cũng cố gắng liên hệ một số đội tuyển để tụi em có thể giao hữu cọ sát với nhau. Rồi ngoài ra cũng cố gắng tham gia các giải đấu mà ở ngoài Bắc hoặc là ở các giải ở trong tỉnh thành mà anh Sấm có khả năng gọi là liên hệ được và tổ chức được, cũng tạo cho anh em để có sân chơi. Cái mà anh ước mơ lớn nhất là hy vọng là Sài Gòn sẽ có một cái giải league nó kéo dài, tổ chức được như sân nhà sân khách. Nói nhìn xa thì nó giống như cái NBA, nhưng mà nhìn gần thì là cái tấm gương sáng là cái bóng rổ không chuyên Hà Nội. Bóng rổ không chuyên Hà Nội nó có một cái giải HBL, tức là nó đánh xuyên suốt trong 6-7 tháng, từ năm này qua năm kia, lượt đi lượt về sân nhà sân khách, nó chia ra từng miền từng khu vực. Đó là ở Sài Gòn mình chưa có. Ở Sài Gòn mình vẫn rất là nhiều giải, nhưng mà có mấy giải ngắn ngày 8-10 ngày, 5-6 ngày là xong rồi, là đứt luôn chứ không có làm được.